Xin chào cả nhà thân yêu, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mitchell Money. Hôm nay mình và con trai sẽ vào bếp để làm pizza cho buổi trưa, bởi vì các con mình rất là thích ăn pizza. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu những cái thành phần mà mình dùng để làm pizza ha. Ở đây gồm có ô liu nè, hành tây, phô mai, salami, sốt cà chua. Sốt cà chua thì mình có hai loại. Và đây là chân bánh pizza. Chân bánh này thì mình mua cái hiệu này ở trong siêu thị Kaufland. Mình mua cái hiệu này và mình thấy ăn rất là ngon, bởi vì khi mà nướng lên đó cái chân bánh nó rất là giòn, cho nên mình rất là thích cái hiệu này. Ở đây thì mình có một chút phô mai mà người ta đã nghiền sẵn đó, mình bỏ tủ đông, bây giờ mình lấy ra để mình làm. Cái chỗ phô mai này có tên là Gouda. Phô mai này thì mình thấy ăn rất là ngon. Phô mai thì có rất là nhiều hiệu, rất là nhiều loại phô mai ha, như là Edamame, Gouda hoặc là mozzarella, thì mình rất là thích cái loại này. Sốt cà chua thì mình cũng hay mua cái loại này. Loại này thì mình mua ở trong siêu thị Netto. Cái loại này thì con mình rất là thích, bởi vì người ta nghiền rất là nhuyễn, cho nên khi mà ăn pizza đó nó không có còn bị cái miếng cà chua. Còn bên đây thì là cái hũ sốt cà chua mà hôm trước ông xã mình mua pizza, người ta có kèm cái hũ sốt này đó, cho nên mình lấy ra mình làm luôn. Mình thấy tự làm pizza rất là ngon, bởi vì mỗi người có một khẩu vị riêng, cho nên ai thích ăn cái gì thì cho cái đó lên pizza. Như là ông xã mình thích ăn với lại hành tây và ô liu thì mình sẽ cho thêm hành tây và ô liu. Con trai lớn của mình thì thích phô mai và sốt cà chua thôi, thì sẽ dùng phô mai và sốt cà chua. Còn nếu như mình ăn thì mình thích cho cá thu hoặc là hải sản. Chứ còn mình không có thích pizza với lại salami với thịt. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm mọi người ha. Đây là cái pizza mình đã lột ra nè, bây giờ thì mình sẽ cho vào khay ha. Đây là cái khay mình đã chuẩn bị sẵn để mình làm pizza. Con trai mình sẽ trải cái miếng bột ra ha. Cái bột mà người ta ép ra đó thì người ta cũng có sẵn giấy nướng bánh rồi, nhưng mà mình để thêm cái miếng giấy nướng bánh ở dưới nữa, cho nếu mà nước sốt hay gì nó có chảy ra đó thì nó không có dính ra cái khay. Đó, bột người ta làm sẵn như thế này mình về mình làm rất là dễ luôn mọi người. Có cái là người ta làm vuông, nhưng mà khi mà mình ăn ở nhà thì vuông hay tròn gì cũng không sao ha. Bình thường thì pizza nó có hình tròn, nhưng mà ở đây thì người ta làm cái miếng hình vuông, và một cái miếng bột như thế này rất là to, đủ cho hai người ăn luôn. Trước tiên thì mình sẽ cho sốt cà chua lên ha. Mình đổ sốt cà chua xong rồi mình sẽ trải cho nó đều ra. Làm pizza thật sự rất là dễ luôn mọi người. Chỉ có cần cà chua nè, phô mai là đã thành pizza rồi đó. Còn cái phần trên nữa thì mình thích cái gì thì mình cho cái nấy thôi. Bây giờ sẽ tới phần phô mai. Pizza này là cho hai nhóc nhỏ nhà mình, cho nên một bên là sẽ chỉ có phô mai và sốt cà chua. Còn một bên thì sẽ có salami. Du musst dann mehr ausbreiten, weißt? Für alle oder ihr? Ja, für alle. Aber nicht ganze Ding auf einem Pizza. Nicht ganze Käse. Du musst mehr ausbreiten, weil die Käse, die sind dick geschnitten. Cái phô mai này mình cắt nó hơi dày đó, cho nên phải rải đều ra, chứ nếu không thì nhiều phô mai quá. Mehr ausbreiten. Also, ich habe da dicke Stück geschnitten. Ja, das So passt wird nicht man. so. Mình kêu con trai rải đều phô mai ra. Cũng mình đang công nóc đất ra xuống. Ja, ich muss noch auf Joe's Seite auch noch. Mình rải thêm cái phô mai nhỏ nữa. Hai đứa nhỏ nhà mình thì rất là thích ăn phô mai, cho nên cho nhiều phô mai.
phô mai cho trẻ con ăn thì cũng rất là tốt, tăng chiều cao rất là tốt luôn á mọi người. Oder kann ich filmen? Mach so bitte. Bây giờ thì tới salami nha mọi người. Mach mal noch mehr, er will 10 Stück. 10 Stück, aber dann hat er ja mehr als ich. Du musst nur an seine Seite machen, an der Ecke auch. Ja, reicht schon. Đó, cái pizza này lớn thì một nửa là salami, một nửa là chỉ có phô mai và sốt cà chua cho hai đứa. Phần hai nhóc của mình xong rồi, bây giờ thì mình sẽ làm pizza cho ông xã của mình ha. Người ta cuốn lại mình mở ra rất là dễ luôn. Thỉnh thoảng thì mình cũng tự làm bột pizza, nhưng mà khi mà làm bột pizza thì cũng khá là lâu, cho nên khi nào mà mình muốn làm nhanh đó thì mình mua cái bột sẵn như thế này, mình thấy cũng rất là ngon. Bây giờ thì mình cho sốt cà chua, cho hết một hũ luôn. Làm pizza không hề khó ha mọi người. Bây giờ thì mình đã làm xong hai cái bánh pizza và mình sẽ cho vào lò nướng. Nướng pizza này thì mình cũng không nhớ chính xác là bao nhiêu phút, nhưng mà khi mà mình thấy mình canh mình thấy nó vàng, nó chín vàng đó thì ok, thì mình sẽ lấy ra. Khi mà mình thấy phô mai nó chảy đều hết rồi đó và cái bột của nó vàng thì mình sẽ lấy ra. Để nướng pizza thì mình đã bật nhiệt độ lò là 200 độ C và chế độ quạt gió nha mọi người. Mình sẽ nướng và lát nữa nướng xong thì mình sẽ nói cho mọi người biết là bao nhiêu phút ha. Sau 20 phút nướng bánh pizza thì mình thấy phô mai đã chảy đều, đã chín và cái bột nó cũng đã vàng rồi, cho nên bây giờ mình sẽ lấy ra nha mọi người. Và đây là hai cái bánh pizza đã chín, mình cắt ra mình sẽ cho mọi người xem là phô mai nó chảy ngon như thế nào ha. Đây nè mọi người, nhìn pizza phô mai chảy ngon không mọi người? Wie soll ich die schneiden? Hier. Bây giờ thì mình đã làm pizza xong rồi và mình sẽ ăn trưa thôi. Mình cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video, và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.